Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, khi dịch bệnh xảy ra, ý thức chung tay phòng chống dịch của mỗi cá nhân trở nên vô cùng quan trọng. Bên cạnh những công dân có ý thức chấp hành tốt quy định cách ly của Bộ Y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan thì vẫn còn có những cá nhân thiếu trách nhiệm với chính bản thân và xã hội như là khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly. Đối với những trường hợp bất hợp tác, cơ quan chức năng buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly vậy biện pháp cưỡng chế cách ly được pháp luật quy định áp dụng đối với những trường hợp như thế nào trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin chi tiết nhưng trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây ờ ờ ờ alo trang à tao đây ờ nhung mà nhung campuchia đây mới vừa đi nước ngoài về nhưng mà tự dưng lại bị bắt cách ly tập trung ơi tao về nhà rồi nhưng mà tao kể cho mày nghe cái này nhá tao vừa trốn cách ly được về nhà thoải mái sảng khoái lắm <laughs> biết thế này thì trốn cách ly lâu rồi ờ ờ ờ tối nhá hẹn tối nay 8 giờ ờ đi cái chỗ cũ tao mày hay đi ấy ăn còn bún ốc ấy ờ ờ ờ bà béo bà béo nha bà béo nha Ờ, ừ, ừ. Chị, Nhung ờ, ơi. chị Nhung ơi, à, đợi tí nhen, nhà có khách nhá, bye 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 bye, tí điện lại sau. Ô. Mới hai anh ngồi ạ. Chào chị, mà chị đã khẩu trang. dạ à. Chị Nhung, chị mới từ Campuchia về, phải cách ly 14 ngày. Chị mới cách ly được 10 ngày đã trốn khỏi khu cách ly. Hành vi trốn cách ly của chị sẽ bị xử phạt. Và bây giờ mời chị xách vali và theo chúng tôi về khu cách ly Dạ báo cáo hai anh là quả thực em cũng mới về nước Nhưng mà hai anh cho phép em cách ly tại nhà được không chứ Em cũng âm tính với Covid mà Đúng là kết quả xét nghiệm lần một của chị là âm tính Nhưng chị vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày dạ. Tại khu cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi y tế Chị làm như thế này là sai các quy định Lỡ đâu lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng Như vậy là cực kỳ nguy hiểm Chị có hiểu không Dạ Hiện tại chị đang bị cưỡng chế cách ly y tế. Đề nghị chị hợp tác và tuân thủ, nếu không chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn. Ê, 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 dạ, em biết lỗi của em rồi ạ. Em đi cách ly ngay ạ. Xin mời chị. Theo tình huống chị Nhung từ nước ngoài về nên phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên chị không chấp hành và có hành vi bỏ trốn về nhà. Công an xã phải đến tận nhà cưỡng chế chị Nhung đi cách ly trở lại. Vậy theo quy định của pháp luật, những trường hợp như thế nào buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế? Mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của luật sư của chương trình để cùng lắng nghe những giải đáp cho câu hỏi này. Các trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế Về các đối tượng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế, thì theo quy định tại Điều 8, Nghị định 101-2010 NDCP, hướng dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế được thực hiện trong trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế. Trong tình huống nêu trên thì chị Nhung thuộc đối tượng phải cách ly y tế nhưng không chấp hành mà lại bỏ trốn về nhà nên chị Nhung thuộc trường hợp phải áp dụng cái biện pháp cưỡng chế cách ly y tế. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Các cái quy định pháp luật về xử lý đối với đối tượng uh, thuộc trường hợp phải cưỡng chế cách ly y tế thì căn cứ theo điều 10 quy định xử phạt hành chính uh, đối với hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế và quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 5 điều 4 của nghị định số 176 2013 NDCP thì mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cá nhân, tổ chức thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với hành vi không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền gấp đôi tức là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc phải thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Thứ hai là đối với hành vi không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật thì mức phạt tiền là từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc thực hiện cái việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Đối với hành vi từ chối thực hiện hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì đối tượng kiểm dịch y tế biên giới, mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc thực hiện việc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mức phạt tiền là từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân. Và phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc thực hiện việc cách ly y tế và cưỡng chế cách ly y tế. Ở trong tình huống nêu trên thì chúng ta thấy là chị Nhung chưa mắc bệnh nhưng thuộc đối tượng phải cách ly y tế. Vì vậy hành vi của chị Nhung trong tình huống có thể bị coi là hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hành vi không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với những người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định pháp luật thì mức phạt là phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người vi phạm là cá nhân và mức phạt tiền là từ 4 đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Đối với hành vi thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm không đủ điều kiện để thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật thì mức phạt tiền là từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và mức uh, xử phạt tiền là 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Ở ngoài khả năng bị xử phạt hành chính thì nếu như hành vi vi phạm quy định cách ly y tế, cưỡng chế uh, cách ly y tế ở dẫn tới việc làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt đối với tội phạm này là mức phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm tùy theo mức độ uh, nghiêm trọng của tội phạm. Thưa quý vị, qua phần tư vấn của luật sư Chắc hẳn là chúng ta đã nắm rõ được những quy định của pháp luật về trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế, từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của bản thân, đồng thời tránh được những sai phạm không đáng có. Chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.